chào tất cả các em. Chúng ta cùng tìm hiểu cái nội dung tiếp theo của phần còn lại. Thì sau khi chúng ta đã phân tích xong về cái nhiệt độ, về cái lượng mưa, thì cái nhiệm vụ còn lại là chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm A thuộc nửa cầu nào, giải thích vì sao. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm B thuộc nửa cầu nào, giải thích vì sao. Thì để giải thích được và xác định được thì chúng ta cần phải nhớ lại kiến thức ở cái chủ đề là các chuyển động của trái đất và các hệ quả, mà cụ thể là bài số 8. Ở đây là chuyển động của trái đất quanh mặt trời và sinh ra cái hệ quả là hiện tượng các mùa. Thì trong quá trình mà trái đất quay quanh mặt trời thì có lúc trái đất ngã nửa cầu bắc, trái đất có lúc ngã nửa cầu nam về phía mặt trời. Mà nửa cầu nào ngã về phía mặt trời thì sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng, thì lúc đó sẽ là mùa nóng ở nửa cầu đó. Chúng ta nhìn vào hình thì chúng ta thấy là vào ngày 22 tháng 6, lúc bây giờ là nửa cầu bắc sẽ ngã phía mặt trời, vì thế là nửa cầu bắc nó sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng, nên lúc bây giờ là mùa nóng ở nửa cầu bắc. Nửa cầu nam thì ngược lại, nửa cầu nam lúc bây giờ là nó xa dần về phía mặt trời nên nó nhận được ít nhiệt và ánh sáng, nên lúc bây giờ sẽ là mùa lạnh ở nửa cầu nam. Tương tự ngày 22 tháng 12 thì chúng ta thấy là lúc bây giờ nửa cầu nam sẽ ngã phía mặt trời, nên nửa cầu nam sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng, thì lúc bây giờ sẽ là mùa nóng ở nửa cầu nam. Còn nửa cầu bắc thì ngược lại, nhận được ít nhiệt và ánh sáng nên nó sẽ là mùa lạnh. Thì dựa vào cái nội dung kiến thức này, chúng ta có thể xác định được địa điểm A là thuộc nửa cầu bắc. Vì sao? Vì địa điểm A có nhiệt độ cao là từ tháng 4 cho đến tháng 9 và mưa nhiều từ tháng 5 cho đến tháng 10. Thì vào ngày 22 tháng 6, tức là nó nằm trong khoảng thời gian này, nên là chúng ta xác định là địa điểm A thuộc nửa cầu bắc. Còn địa điểm B chúng ta sẽ xác định là nửa cầu nam. Vì sao? Vì nó có nhiệt độ cao là từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau và mưa nhiều cũng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Thì trong khoảng thời gian là ngày 22 tháng 12 thì nó lại nằm trong cái khoảng thời gian này, nên chúng ta xác định nó là địa điểm B thuộc nửa cầu nam. Rồi chúng ta ghi cái bản kiến thức này vào giấy chúng ta. Rồi các em hãy cho biết nhiệt độ và lượng mưa có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Nhiệt độ và lượng mưa thì hàng ngày đều diễn ra, vì thế là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta trên bề mặt trái đất. Và nó có ảnh hưởng gì? Thì ở đây nó có hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất là ảnh hưởng tích cực. Ảnh hưởng tích cực là chúng ta có thể tăng dung nhiệt độ để chúng ta có thể là phơi lúa sau thu hoạch chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể làm ra những tấm pin năng lượng mặt trời, vừa cung cấp điện cho chúng ta sử dụng mà vừa có thể là hạn tránh gây ô nhiễm môi trường. Và đây chính là cái nguồn năng lượng vô tận, một nguồn năng lượng sạch. Còn lượng mưa thì có thể là cung cấp nước. Mưa thì cung cấp nước phục vụ cho cày cấy, hoặc là cung cấp nước cho sinh hoạt, hoặc là làm cho thời tiết trở nên mát mẻ. Đó chính là những cái tác động tích cực. Bên cạnh đó thì nó có một số cái tác động tiêu cực, dụ như là hạn hán kéo dài có thể dẫn đến là đất đai bị nứt nẻ, thiếu nước cho sản xuất, hoặc là thiếu nước cho sinh hoạt. Những trận mưa lớn thì có thể gây ngập lụt. Ở vùng núi thì mưa lớn có thể gây sạt lở đất, hoặc là có thể gây lũ quét. Với những hình ảnh về ảnh hưởng của thiên nhiên đối với đời sống của chúng ta, theo em chúng ta cần biết phải làm gì với những ảnh hưởng tích cực và những ảnh hưởng tiêu cực? Chúng ta suy nghĩ trả lời. Thì đối với những ảnh hưởng tích cực thì chúng ta cần phải tận dụng để mà phục vụ cho cuộc sống. Còn đối với những ảnh hưởng tiêu cực thì chúng ta cần phải tìm cái biện pháp để mà hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, để giúp mà giảm bớt những thiệt hại cho cá nhân cũng như là cho cộng đồng. Tiếp sau chúng ta sẽ về nhà chúng ta xem lại bài hôm nay và chúng ta tìm hiểu cái chủ đề là thời tiết và khí hậu. Thì chủ đề này gồm có hai nội dung, mục 1 bài 18 và mục 2 của bài 22. Chúng ta soạn các câu hỏi sau. Chúng ta phải cần chuẩn bị cái nội dung bản tin dự báo thời tiết. Thứ hai là chúng ta cho biết là thời tiết là gì, khí hậu là gì. Thứ ba là chúng ta tìm đặc điểm khí hậu của đế nóng, đế ôn hòa, đế lạnh. Qua ba cái nội dung sau đây: thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là gió, thứ ba là lượng mưa. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em.